Sáng ngày 10 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, sinh năm 1985, trong vụ bé gái sinh năm 2013 là con ruột của Thái, bị bạo hành tử vong vào tháng 12 năm 2021. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử xem xét kháng cáo từ luật sư của bị hại, đề nghị xem xét thay đổi tội danh của bị cáo Thái từ hành hạ người khác sang tội giết người với vai trò đồng phạm. Hội đồng xét xử cho rằng, các ngày 7, 10, 11, 12 tháng 12 năm 2021, Trang nhiều lần dùng tay, chân, cây gỗ, ống nói của máy hút bụi đánh đập, hành hạ dã man với bé VA bằng nhiều cách thức khác nhau trong nhiều ngày, nhiều giờ. Bị cáo Thái chứng kiến bị cáo Trang đánh con mình, nhưng không can ngăn mà còn nhiều lần cầm cây cùng bị cáo Trang la mắng, giúp sức cùng đánh đập bé, nên có căn cứ xác định bị cáo Thái đồng phạm với bị cáo Trang tội hành hạ người khác. Căn cứ các kết luận giám định pháp y tử thi, xác định nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết của bé VA là các tổn thương mới. Các tổn thương cũ xảy ra trước đó không gây ra cái chết cho nạn nhân. Ngày 22 tháng 12 năm 2021, qua camera, Thái phát hiện Trang đánh bé và có gọi điện yêu cầu Trang không được đánh nữa. Vì vậy, hội đồng xét xử cho rằng chưa có cơ sở xác định bị cáo Thái là đồng phạm giết người với bị cáo Trang. Từ đó, hội đồng xét xử chấp nhận cho rút đơn kháng cáo, đình chỉ xét xử đối với bị cáo Trang và không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của người bảo vệ cho bị hại. Giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Thái 8 năm tù về tội hành hạ người khác, che giấu tội phạm.